Xin chào tất cả các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy và trò chúng ta cùng hệ thống lại kiến thức học kỳ 2 lớp 6. Đầu tiên về phần số học. Ôn tập chương 3 phân số, nội dung chính của chương 3 phân số. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số, quy đồng mẫu nhiều phân số. Các phép tính về phân số. Các tính chất của phép tính. Ba bài toán cơ bản về phân số. Ôn tập chi tiết. Khái niệm phân số. Gọi A phần B với AB thuộc Z, B khác 0 là một phân số. Phân số bằng nhau. Phân số A phần B và C phần D gọi là phân số bằng nhau nếu A nhân với D bằng C nhân với D. Tính chất cơ bản. Nếu thân nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. A phần B bằng A nhân M trên rộng B nhân M với M thuộc Z và M khác 0. Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho trước cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. A phần B bằng A chia N trên rộng B chia N với N thuộc ước chung của AB. Rút gọn phân số thì ta cần chia cả tử và mẫu cho cùng một gì số với số này là ước chung của mẫu và tử thì ta được một phân số mới bằng phân số ban đầu. Phép cộng cùng mẫu cộng hai phân số cùng mẫu thì ta gì tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Cộng hai phân số không cùng mẫu thì ta bước 1 ta quy đồng mẫu số rồi cộng phân số cùng mẫu. Tính chất của hai phân số, tính chất phép cộng hai phân số. Tính chất giao hoán, phân số thứ nhất cộng phân số thứ hai thì có thể bằng gì? Phân số thứ hai cộng phân số thứ nhất. Tính chất kết hợp, phân số thứ nhất cộng phân số thứ hai rồi mới cộng với phân số thứ ba thì có thể bằng gì? Phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ hai cộng với phân số thứ ba. Cộng với số 0. Phân số nào cộng với số 0, số 0 cộng phân số nào thì bằng nhỏ. Và bằng luôn chính nó. A phần B cộng với 0 bằng 0 cộng với A phần B bằng A phần B. Phép trừ. Thứ nhất ta hiểu về khái niệm về số đối. Số đối của A phần B thì ký hiệu là trừ A phần B. Ở phép trừ. A phần B trừ cho C phần D thì phải bằng gì? A phần B cộng với số đối của C phần D. Phép nhân. Quy tắc. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. A phần B nhân cho C phần D bằng A nhân C trên nhân B nhân D. Tính chất giao hoán. A phần B nhân cho C phần D bằng C phần D nhân cho A phần B. Phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai. Có thể bằng gì? Phân số thứ hai nhân phân số thứ nhất. Kết hợp tích của gì? Phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai. Rồi với nhân phân số thứ ba. Có thể bằng gì? Phân số thứ nhất nhân với tích của phân số thứ hai nhân phân số thứ ba. Nhân với số 1. Phân số nào nhân với 1 cũng bằng gì? 1 nhân với phân số đó và bằng chính phân số đó. A phần B nhân cho 1 thì bằng gì? 1 nhân A phần B bằng A phần B. Phân phối giữa phép nhân với phép cộng. A phần B nhân cho C phần D cộng với P phần Q. Sẽ bằng gì? A phần B nhân cho C phần D cộng với A phần B nhân cho P phần Q.
Phép chia. Thứ nhất, ta nhớ về khái niệm phân số nghịch đảo. Phân số nghịch đảo của A phần B ký hiệu là B phần A. Có nghĩa là gì? Phân số nghịch đảo của A của một phân số bất kỳ thì ta sẽ lấy gì? Đảo mẫu lên trên tử và tử xuống dưới mẫu. Rồi phép chia. A phần B chia cho C phần D thì sẽ bằng gì? A phần B nhân với nghịch đảo của phân số C phần D. Rồi A phần B chia cho C phần D sẽ bằng A phần B nhân cho D phần C bằng A nhân cho D trên cho B nhân cho C. Ta xong các bài toán cơ bản của về phân số. Bài toán 1, tìm giá trị phân số của một số cho trước. Muốn tìm M phần N của một số B cho trước, ta tính B nhân M phần N. Bài toán 2, tìm một số biết giá trị phân số của nó. Muốn tìm một số biết M phần N của nó bằng A, ta tính A chia cho M phần N. Bài toán 3, tìm tỷ số của hai số A và B thì ta lấy gì? A chia cho B hay là A phần B cũng được. Tỷ số phần trăm thì ta lấy gì? A phần B nhân cho 100%. Xong bài tập về củng cố phần phân số. Rồi các con hãy gì? Đọc đầu bài và làm bài. Bài tập 1, nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có một mệnh đề đúng. Các con đã làm xong chưa? Rồi. Tất nhiên rằng một thì ta nối với B, 2 thì ta nối với A, 3 thì ta nối với D, 4 thì ta nối với C, 5 ta có hai phương án, một nối với E, 2 nối với G. Rồi ta sang bài tập củng cố 2. Điền đúng, điền D và S vào mỗi câu sau. Điền đúng á, sai ha. Câu nào đúng thì điền the, còn câu nào sai thì điền sở. Rồi, câu 1. Ta nhận thấy đây chính là tính chất giao hoán của phép cộng. Vậy chắc chắn đúng rồi. Câu 2. Đây lại là gì? Tính chất giao hoán của phép nhân. Cũng chính xác rồi. Câu 3. A phần B cộng với 0 bằng 0. Ôi, sai rồi. Chắc chắn là sai ha. Rồi, câu 4. A phần B nhân 1 thì bằng A phần B. Đúng rồi. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. Đáp án D là D. Câu 5. A phần B nhân cho mở ngoặc C phần D cộng với P phần Q. Đây là gì? Tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Mà anh này thiếu gì? Mới chỉ có A phần B nhân C phần D thôi. Thiếu gì? A phần B nhân với P phần Q nữa. Vậy đấy là sai đấy ha. Câu 6. Đó chính là gì? Tính chất kết hợp của phép nhân. Đấy, cái này là chính xác rồi. Ta sang phần gì? Hình học. Chương 2. Góc. Ta nhớ lại góc thì gì? Bắt buộc ta phải dùng gì? Thước đo độ. Dụng cụ để đo góc là thước đo độ. Góc ta nhớ gì? Có gì? Góc gì? Góc nhọn là góc số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn gì? 90 độ. Góc nhọn rồi đến gì? Góc vuông. Góc vuông là góc số đo bằng 90 độ. Rồi, góc tù. Góc tù là góc gì? Có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Góc bẹt. Góc bẹt là góc có số đo 180 độ. Hay đó là gì? Góc có hai tia là hai tia đối nhau. Rồi quan hệ các góc thì ta có gì? Hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù. Hai góc kề nhau là hai góc có gì? Có chung một cạnh. Rồi, hai góc gì? Phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ. Hai góc kề bù là hai góc vừa có một gì, vừa kề nhau và vừa bù nhau, có nghĩa là có một cạnh chung và gì, có hai cái
tia là hai tia đối nhau. Ở khi nào gì? Góc XOY cộng góc IOZ bằng góc XOZ. Đó khi là gì? Tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ thì ta có góc XOY cộng góc IOZ bằng góc XOZ. Ở tia phân giác quan trọng ha. Tia phân giác là gì? Tia nằm giữa hai cạnh của góc và chia góc ra thành hai góc bằng nhau có số đo bằng số đo góc lớn chia cho 2 một phần 2 số đo góc lớn góc ban đầu. Rồi đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm O cách một khoảng bằng R, ký hiệu là OR ha, mở ngoặc O chấm phẩy R đóng ngoặc. Rồi, hình tròn là hình gồm các điểm nằm bên trong đường tròn và các điểm nằm gì trên đường tròn ha. Rồi dây cung là gì? Hai điểm nối bất kỳ hai điểm nằm trên đường tròn gọi là một dây cung. Rồi cái dây mới đi qua thì tâm gọi là đường kính. À, đường kính thì bằng hai lần thì bán kính. Rồi, tam giác là một hình gồm ba đoạn thẳng. Thế tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA. Đấy, khi ba điểm ABC không thẳng hàng và cái điểm gì ABC người ta gọi là đỉnh của tam giác. Các đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là các cạnh của tam giác. Rồi đến đây ta gì? Kết thúc chương trình nữa ha. Chúc các con để có kỳ nghỉ hè thật vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt.